100% có thật ở Hà Nội, đập phá chùa, miếu, tai nạn kinh hoàng chết thảm, chuyện nhân quả báo ứng. Câu chuyện này được kể vào lúc cùng đoàn các nước uống trà ngắm hoàng hôn tại Việt Nam Phật Quốc tự, India, vào lúc 10 giờ ngày 12 tháng 11 năm 2010. Anh hùng sinh ra và lớn lên tại Hà Nội anh đã chứng kiến nhiều sự kiện lịch sử nơi đất thăng long nghìn năm này sau khi hà nội được giải phóng một số người đã hiên ngang đập phá chùa chiền những nơi tôn nghiêm thờ phụng họ còn chiếm luôn đất chùa làm của riêng rồi năm tháng trôi qua anh hùng đã quan sát thật kỹ những con người một thời đã từng tham gia đập phá chùa chiền tất cả đều bị chết trong những tai nạn thật khủng khiếp tai nạn xảy ra hết sức lạ lùng mà mọi người không ngờ là vậy như có người đi qua cầu thì bị gãy rồi bị cây nhọn đâm chết giống như cá bị đâm để nướng cây cầu này hàng ngày có hàng trăm người qua lại mà chẳng có ai bị chết chỉ có anh này đi qua thì lại xảy ra tai nạn kinh hoàng như vậy còn những người chiếm đất chùa đem bán cho kẻ khác kiếm được rất nhiều tiền, cuộc sống trở nên giàu có, phong lưu, thì một ngày kia như thường lệ, họ đi tập thể dục, bách bộ trên hè phố. Không biết vì lý do gì, có một chiếc xe tải mất tay lái, lao trên hè phố, cán chết hai ông bà đứt cả đầu. Nhưng thân thể vẫn còn nguyên vẹn, không bị gì hết. Gia đình này lại phải gánh chịu thêm một bi kịch nữa. tang lễ bố mẹ chưa xong, thì con cái của ông bà này vì tranh giành của cái tài sản mà đánh nhau dữ dội khi quan tài chưa được an táng. Những người dân ở gần nhà thì cho rằng họ phải trả quả báo trong đời này, không cần đến đời sau vì gây quá nhiều nghiệp quả, nhất là việc đi chiếm đất chùa sồi bán. Hai, kết cục phải nhận khi không tin thần Phật đập phá chùa chiền. Đây là một câu chuyện có thật xảy ra ở công xã Ngọc Sơn thuộc làng Kim Sơn, huyện Ba Trung, tỉnh Tứ Xuyên vào những năm 70 của thế kỷ trước. Thời đó giao thông vùng nông thôn bị tắc nghẽn, làng quê khắp nơi đều bắt đầu thi công làm đường quốc lộ. Năm 1976, trường Bí Thư và hàng trưởng làng Kim Sơn phụ trách thi công một con đường từ làng Kim Sơn đến công xã Ngọc Sơn làng Kim Sơn cách công xã Ngọc Sơn hơn 20 cây số. Trên con đường mới thi công cần phải đi qua Thạch Nha Tử. Thạch Nha Tử có một ngôi miếu quan âm. Nếu thi công con đường thì phải đập bỏ miếu quan âm. Những người dân công làm đường ai cũng đều không bằng lòng đập bỏ ngôi miếu. Bởi họ tin rằng đập chùa phá miếu, hủy tượng Phật sẽ bị báo ứng. Vậy nên họ đề nghị thi công con đường vòng qua ngôi miếu. Nhưng bí thư trương và hàng trưởng làng kiên quyết không đồng ý. Chúng tôi là đảng viên, chúng tôi vốn không tin thần Phật gì cả. Mọi người hãy chuẩn bị thuốc nổ để phá miếu. Dứt khoát thi công con đường qua ngôi miếu này. Hết thảy hậu quả sẽ do hai chúng tôi gánh chịu. Dân công không biết thuyết phục ra sao đành phải đào lỗ chôn thuốc nổ lắp ngòi phá hủy miếu quan âm không lâu sau con đường mới đã thi công xong ngày đầu tiên thông xe hàng trưởng lái xe máy kéo đi ngang qua thạch nha tử nơi miếu quan âm bị phá hủy thì chiếc xe bất ngờ bị lật hàng trưởng làng bị thương nặng sau đó được đưa đến bệnh viện huyện để cấp cứu ngày hôm sau vợ của hàng trưởng làng lại ngồi trên một chiếc xe máy kéo khác muốn đi thăm trưởng làng. Khi xe đi đến miếu quan âm, xe lại bị lật, vợ của trưởng làng chết ngay tại chỗ. Sau khi con đường sửa xong, trường bí thư trước giờ vốn rất khỏe mạnh, bỗng dưng bị bệnh cao huyết áp nặng, không thể làm việc bình thường được nữa, đành phải nghỉ hưu ở nhà chữa bệnh. Sau khi về nhà không được bao lâu, Bệnh tình của ông Trương càng ngày càng nghiêm trọng. Trương không thể đi lại bình thường được, mỗi ngày phải ngồi trên một chiếc ghế dài, muốn đi đâu thì phải bò lần theo chiếc ghế mà đi. Dần dần, ngay cả nói chuyện cũng không thể nói được nữa, chỉ có thể ra hiệu bằng tay. Về sau, bệnh tình của ông ngày càng nặng hơn, chỉ có thể nằm liệt trên giường cả ngày, không thể xoay người. Có lúc đại tiểu tiện ngay trên giường. Hàng xóm thường nghe thấy tiếng kêu gào đau đớn, giống như tiếng bò kêu của ông. Trương Bí Thư sau một thời gian bị bệnh tật dày vò thì qua đời. Chuyện này thời gian ấy đã làm chấn động cả một vùng. Người dân đều nói họ không tin thần Phật thì thôi, lại còn dám ngang nhiên phá chùa phá miếu, tự làm tự chịu. Bây giờ mới gặp báo ứng đây quả thật đã ứng nghiệm với câu Hết thảy hậu quả sẽ do hai chúng tôi gánh chịu mà họ đã nói. Về sau, vì hàng trưởng làng có hối hận nói với những người bên cạnh rằng nếu như trước kia nghe lời đề nghị của mấy dân công kia thì đã không gặp phải quả báo như bây giờ. Sau khi trường chết, vợ của ông đã lập một bàn thờ cúng Phật. Bà thường xuyên ăn chay niệm Phật để chuộc tội cho chồng. Không chỉ ở Trung Quốc, người dân ở nhiều nơi từ trước đến nay không ngừng bị chính quyền đồi nhét, thuyết vô thần, khiến cho người ta không còn tin tưởng và kính trọng thần Phật nữa. Thậm chí có người còn dám miệt thị cả thần Phật và đã làm rất nhiều chuyện xấu xa. Cuối cùng hai người hại mình thật là đáng bi ai. Bà Trương là tổng giám đốc một đại xí nghiệp bề thế quản lý hơn 10.000 công dân. Sự nghiệp thành đạt vẻ vang này đã khiến bao người ngưỡng mộ. Thế nhưng trong gia đình, mặc dù vợ chồng bà sống hết sức, ấm êm, hạnh phúc, nhưng đối với cậu quý tử tên Cường, thì họ lại bó tay hết cách. Cường rất thông minh, từ nhỏ chăm học, ít nói. Trong lòng cha mẹ, nó là đứa con ngoan, là bảo bối vô giá. Nhưng kể từ lúc cháu lên trung học rồi, thì nó ghiền chơi game online, từ đó phát sinh nhiều điều không hay. Suốt ngày suốt đêm, Cường cứ lên mạng chơi game, vì vậy mà học hành sa sút Cha mẹ, giáo sư, bạn bè, có khuyên can dạy bảo chi, thấy đều như nước đổ đầu vịt. Cường chẳng mấy bay đếm xỉa tới, càng ngày nó càng hư đốn đến nỗi sau đó còn đánh cha mắng mẹ ngày nọ bà trương thiết tha khuyên con đừng chơi game nữa thằng cường liền nổi quạo không những nó nói năng hổn láo mà còn ra tay đánh cha khiến cho ông bị thương mắc phải bà trương giận quá cùng chồng bỏ nhà đi đến chỗ bạn bè ngủ tạm lúc đó tôi gặp bà trương thấy mặt mày bà tiều tụy mắt đỏ hoe buồn rầu than Rốt cuộc là nguyên nhân gì đã khiến cho cái thằng Cường nhà chúng tôi biến thành tác tệ như vậy chứ? Người lớn có lòng, có ý tốt khuyên nó, đem thức ngon đồ bổ đến cho mà nó cũng không màng đón nhận, lại còn ra tay đánh cha nữa. Ngừng một lúc, bà tiếp, nó mê chơi game đến nỗi bỏ học, tính đến nay đã hơn nửa năm rồi. Vì vậy mà giáo sư thường đến nhà hỏi thăm, thậm chí còn dắt cảnh sát đến khuyên giúp. Nhưng mà tất cả đều vô dụng Trời ơi <laughs> Nhìn bà Trương đau khổ tuyệt vọng Tôi rất cảm thông Liền an ủi giải thích Phải ôm lấy thống khổ Chịu não phiền nung nấu như hôm nay Tất cả là điều do ác nhân đời trước của bà mà ra Nguyên bà Trương và chồng Đời trước cùng là vợ chồng Nhưng bây giờ vị trí đã thay đổi Bà Trương thuở đó Mang thân nam là một ông địa chủ nổi danh. Tuy giàu, nhưng thuộc loài giàu mà bất nhân. Ông tự thị mình giàu, nên rất khinh người. Lúc đó, trong nhà họ có một thằng bé giúp việc chừng 12 tuổi. Cha mẹ nó, do thiếu nợ họ, vô phương đền trả, nên bất đắc dĩ phải cho con đến nhà họ làm nô bọc trừ nợ. Hai vợ chồng rất phiền bực cha mẹ thằng bé nên đã dùng nó để trút giận. Họ thường đánh đập, mắng chửi, đối xử với nó rất tệ. Ngày nọ, thằng bé vô ý, làm vỡ cái bình hoa quý, khiến cho cặp vợ chồng giàu phẫn nộ. Họ đánh nó một trận, rồi trói tay trói chân nó lại, đem bỏ ngoài đồng. May là có một người hảo tâm đi ngang, kịp cứu thằng bé, khi nó còn thôi thớp thở. Nhờ vậy, mà nó bảo tồn được mạng sống. Từ đó, thằng bé đã ôm hận oán nó thề sau này có cơ hội nhất định sẽ báo thù đòi lại nợ máu đời này nhân viên tụ hội thằng bé thời quá khứ từng bị khinh khi lăn nhục thậm tệ nay đã đầu thai và làm đứa con cưng của hai vợ chồng họ trương nó đến là để đòi nợ một ngày không xa trong tương lai đôi vợ chồng này sẽ bị nó làm cho tức chết Hiểu rõ uẩn khúc nhân quả này rồi Bà Trương bật khóc thống thiết Chồng bà ngồi bên Vội an ủi Đừng khóc Đừng khóc nữa bà nó ơi Hèn gì Mà thằng Cường từ 12 tuổi trở đi Thì bắt đầu học hành xa xúc Chỉ mê chơi game trên mạng Còn phát tệ Đánh cha mắng mẹ à, Té ra Do thời quá khứ chúng tôi đã tạo ác Bất nhân với nó Thế thì bây giờ, chúng tôi phải làm sao đây? Cách tốt nhất là bắt đầu từ nay, hai vị phải ăn chay Trước Phật thành tâm sám hối các ác nghiệp đã tạo từ thổ xưa và quỳ tụng 49 bộ kinh địa tạng, hồi hướng cho cường. Như vậy, may ra có thể tha thứ cho hai vị, đoạn trừ lưới nghiệp buộc ràng và tất cả đều được hưởng lợi ích. Dạ, sau khi về chúng tôi sẽ thực hành ngay. Ba tháng sau, Bà Trương gọi điện tới, xúc động nói: "Vô cùng cảm tạ ngài, Phật pháp thật quá thần kỳ, sau khi chúng tôi ăn chay, sám hối, tụng kinh, hồi hướng cho cái thằng cường rồi thì bây giờ nó đã bắt đầu đi học lại, hơn nữa cư xử với chúng tôi ngoan ngoãn và thay đổi rất nhiều. Có hôm nó còn tự động vào bếp nấu cho chúng tôi ăn nữa." đúng là quá giải quán kết quan gia chứ có hành theo phật pháp mới là tốt và hiệu quả nhất giải thích thêm những câu chuyện kể rõ ác duyên giữa cha mẹ và con cái là để cho mọi người cảnh giác đa số thường than thật khó mà dạy dỗ con cái vì đời trước đa số chúng là kẻ bị hại đời này đến làm con để báo oán là phụ mẫu cần tin sâu nhân quả không nên nhắm mắt đánh đập con cái mà phải sám hối những điều đã làm đã tạo trong đời trước thậm chí từ vô thủy kiếp đến nay của mình phải vì con ăn chay tụng kinh hồi hướng cầu phật lực nhiếp thọ hóa giải biến ác duyên giữa cha mẹ và con cái thành thiện duyên tiếp theo còn phải giáo dục con cái hiếu dưỡng cha mẹ hành tròn đạo lý làm người. Thời gian lâu dần, con cái tự nhiên sẽ thay đổi mạnh, chuyển biến tốt. Muốn con cái chuyển thành người tốt, trước tiên, cha mẹ phải sửa đổi bản thân, chính họ, phải đoàn ác tu thiện, thân cận Phật Pháp, tụng kinh hồi hướng phước lành đến cho con. Làm như thế, mới chiêu cảm được Phật lực gia trì, khiến công đức tăng gấp bội. Thế thì, dù bị dịch tử đến ở kề bên nhưng nếu có phúc duyên khéo thân cận phật pháp thì dịch tử kia chính là chìa khóa vàng giúp mẹ cha mở ra cánh cửa hạnh phúc nhờ vào sự học phật tu trì khiến đôi bên cùng được lợi toàn gia đồng hưởng pháp lạc biến phiền não thành bồ đề riêng những người làm con nếu gặp cha mẹ đối xử với mình chẳng nhân từ thì phải hiểu Tuần thức đầu tiên Mùa đông năm 2009 Cư sĩ Dung gọi điện cho tôi Hỏi thăm chuyện in ấn kinh và sách thiện Khi cô nghe nói nhà chúng tôi còn những sách hay khác nữa Bèn đến để xem Nữ sĩ này họ chu khoảng 40 tuổi Theo lời cô nói Cô mới theo đạo Phật không lâu Chuyện hỗ trợ in sách thiện là tâm quyền của cô vì muốn tạo công đức cho người mẹ vừa mới qua đời của mình mong làm giảm bớt tội dịp cho mẹ câu chuyện về mẫu thân cô kể ra rất hy hữu kỳ lạ được nghe rồi tôi cảm thấy câu chuyện này nếu ghi lại có thể giáo hóa cảnh giới tốt cho những người con bất hiếu thời nay mẹ chu sĩ là bà vân bị bệnh nặng qua đời vào mùa thu năm 2009. Nói đến nguyên nhân bệnh của bà, thực khiến cho người ta phải đau lòng. Là tại cô Nga, em dâu của chu nữ sĩ, cũng là con dâu bà Vân. Lần đó, trong lúc gây cãi, cô Nga đã khiến bà già tức mà chết. Em dâu chu nữ sĩ là người cực kỳ bất hiếu với ba mẹ chồng thường cùng với mẹ chồng gây cãi như cơm bữa ngay cả người cha chồng từ lâu bị bán thân bất toại cô nga cũng chẳng thèm quan tâm chăm sóc sau khi mẹ chồng qua đời rồi cô nga càng không có chút gì ăn năn sám hối là chị chu nữ sĩ rất buồn trách người em dâu bất hiếu này vào nửa đêm ngày thứ bảy tính từ lúc bà vân qua đời chu nữ sĩ đang ngồi một mình buồn nhớ mẫu thân nên cứ nhìn chăm chăm vào chi ảnh của mẹ hồi tưởng đến lòng thương yêu mẹ dành cho mình ngay lúc đó cô bỗng nghe tiếng mẹ gọi nhỏ tên mình chu nữ sĩ liền tỉnh hẳn và thật bất ngờ khi thấy mẹ hiện ra ngay trước mắt nhưng hình dạng của mẹ có làm cho cô sợ hãi mẹ chu nữ sĩ mặc áo đi đường phía trên thân bị đeo gông xiềng lộ vẻ hết sức thống khổ chu nữ sĩ làm gan hỏi mẹ phải mẹ đâu mẫu thân cô cho biết hôm nay là đêm vong linh được phép về nên mẹ cô đến thăm cô mẹ cô đã chết rồi khi lên dòng hương đài nhìn về quê nhà ở nhân gian thấy cô rất buồn hàng ngày rơi lệ mẹ cô rất đau lòng hôm nay được ngục quan phê chuẩn cho phép tướng quân ngu đầu mã diện dẫn mẹ cô về đây thăm cô chu nữ sĩ vội vàng hỏi mẹ ơi mẹ nói dòng hương đài Về tướng quân ngu mã gì con nghe con nghe mà không hiểu gì hết lúc đó mẹ của cô nói rằng dòng hương đài là nơi địa phủ đặc biệt thiết lập cho người chết lên đó nhìn về cảnh quê nhà thân thuộc ở thế gian tướng quân ngu mã là ngục tuốt ở âm cung cũng giống như cảnh sát ở dương gian vậy bọn họ hiện đang ở ngoài cửa chờ chút nữa sẽ dẫn mẹ cô về địa ngục thọ tội mẹ ơi vì sao mẹ phải xuống địa ngục thọ tội hả dung ơi chết rồi mẹ mới biết tội mình quá lớn con biết vì sao mà mẹ phải chết phải không là tại cái đồ dâu con bất hiếu chọc mẹ tức chết đó mà nhưng thực ra đây cũng chính là báo ứng của mẹ vì hồi trẻ mẹ cũng bất hiếu ác độc với bà nội của con ông nội con đã sớm qua đời bà nội của con phải sống cùng với cha và mẹ nhưng hãy bà nội con có làm chút gì trái ý khi mẹ không vừa lòng là mẹ liền trách mắng đến nỗi sau này bà nội con mỗi khi thấy mẹ đều run sợ như chuột gặp mèo ngay cả thở mạnh bà cũng không dám mẹ thấy vậy rất đắc ý cảm giác trong nhà này mình là chủ rất oai phong nói gì ai cũng phải nghe có một việc con không hề biết nguyên nhân bà nội bệnh chính là do mẹ gây ra đó ngờ đâu lần bệnh ấy bà nhập viện và quá đời luôn bà bị mẹ làm cho tức bà chết đó phật mẹ lúc sắp lìa đời khi mẹ nhìn thấy ngu đầu mã diễn đến đóng gông mẹ mẹ đã kêu to rên rỉ nhưng các con cứ nói mẹ bị ảo giác kết quả là mẹ bị họ bắt hồn đem đi xuống địa ngục mới hay mình tội lỗi nặng nề có ngờ đâu chẳng hiếu kính như cha mẹ ruột lẫn cha mẹ của bạn đời lại bị hành tội khổ sở như vậy mẹ ơi mẹ nói bà nội vì mẹ làm sầu não mà nhập viện sau đó qua đời hả? Lúc này, thình linh chồng chú nữ sĩ xuất hiện. Ông từ trong phòng bước ra, hỏi. Em đang nói chuyện với ai vậy? Là mẹ đó anh. Mẹ đang về nè. Ở đâu? Sao anh không thấy? Chắc tại em gần đây buồn, nhớ mẹ dữ quá, cho nên sinh ra ảo giác đó. Không phải mà. Hôm nay là đêm vong về, là ngày mẹ được đến thăm em. Em đang trò chuyện cùng mẹ. Anh không thấy mẹ đứng trong đây sao? Không. Anh không có thấy gì hết trơn á. Mẹ ơi, tại sao chồng con lại không nhìn thấy mẹ? Dung à, đúng là nó không nhìn thấy ta. Số con cũng khổ. Phụ thân con thật sự đã làm khổ con. Vì gả con cho người chồng như vậy chồng con là kẻ bất thiện. Lúc này, ông chồng của chú nữ sĩ đã kéo chú nữ sĩ vào trong phòng. Cô không chịu đi. Đột nhiên, chồng cô hét to lên một tiếng. Ôi mẹ ơi! Lộ ra kinh hãi như vừa gặp phải quỷ và chạy thẳng về phòng mình. Cô ngơ ngác hỏi. Mẹ ơi! Mẹ sao rồi? Chợt, Cô nghe tiếng bà vang lên ngoài cửa Cảm tạ các tướng quân ngưu mã Xin hãy cho phép tôi nói với con gái tôi cho xong chuyện Chồng con bị hai tướng quân ngưu mã dọa chạy rồi Hiện giờ nó đang hải hùng Nằm trùm mền rung lập cập kìa Bảo đảm không còn dám chạy ra quấy nhiễu cuộc đàm thoại của mẹ con ta nữa đâu Mẹ ơi Chẳng phải mẹ bị họ dùng xì xích trói hay sao Vậy thì vì sao Họ lại giúp mẹ và con chứ Chà, đây là trách nhiệm của họ hôm nay mẹ đem câu chuyện bất hiếu của mình kể ra để sau này con thông báo cho mỗi người biết khiến thế nhân hiểu rõ tội lớn bất hiếu là như thế nào mẹ hy vọng thông qua chuyện này những người con bất hiếu trên thế gian sẽ biết hối cải sửa đổi nếu không tương lai họ sẽ bị trừng phạt và thọ hình tàn khốc như mẹ ở địa ngục này tương lai mẹ còn phải vào cháu dầu thọ tội nữa mẹ mẹ nói sao cháu dầu hả con có nghe nhắc đến nhưng đó chẳng phải là truyền thuyết hay sao con à chẳng phải truyền thuyết đâu những người ác không tin nhân quả cho nên họ một bề đã kích địa ngục bác bỏ thuyết nhân quả báo ứng nhưng không phải làm vậy là họ có thể thoát khỏi hình phạt đây chẳng qua là họ tự lừa dối mình để trấn an mình thôi. Từ hôm nay trở đi, con và em trai nên chuẩn bị lo hậu sự cho thân phụ đi. Vì ba các con không còn sống lâu nữa đâu. Mẹ, vì sao ba không còn ở thế gian này lâu nữa hả? <laughs> Tội của ông không nhẹ đâu. Hồi đó ta chửi mắng mẹ chồng. Ông chẳng những không quở trách hay cản ngăn ta. Ngược lại còn để mặt ta cư xử hồ đồ tùy tiện mà lẽ ra ông phải là người làm tốt khuyên giải hai bên mới đúng ông cũng là đại bất hiếu vì nếu ban sơ ta chửi mắng mẹ chồng thì ông nên trị cho ta một trận thậm chí có thể vì ta bất hiếu mà đề xuất ly hôn như vậy thì sau đó ta ắt sẽ biết sợ mà không dám hiếp đáp hung dữ quỷ thần cũng sẽ kính phục ông tất cả đều là tại ông dung túng hết ngục quan ở âm cung rất xem thường những kẻ để vợ hành sai quản bậy đối với những đứa con bất hiếu hình phạt trị tội là rất nặng bà còn mấy năm trước bị trúng gió bán thân bất toại cũng là bị trừng phạt đó hiện giờ ông sống cũng không được con trai con dâu hiếu kính chết rồi còn phải thọ khổ hình nữa đáng sợ quá nhưng như vậy không đúng rồi Chị Hồi mẹ ở Dương Giang Ngoài tội bất hiếu với mẹ chồng ra Cũng có làm nhiều việc tốt lắm mà Giống như hồi năm ngoái đó Dấn châu bị động đất Chẳng phải mẹ đã đóng góp 500 đồng hay sao Vì vậy Đâu thể tính mẹ là người ác được Vì sao mẹ vẫn phải chịu hình phạt Con à Như con biết rồi đó Có nhiều người làm phúc thiện Thì thấy dường như là có công đức nhưng phút kia không chống đỡ nổi cho tội đại bất hiếu Con nghĩ mà xem Kẻ bất hiếu đối với phụ mẫu Có thể là người chân thiện được sao Còn nữa Năm ngoái mẹ góp tiền không phải là thật lòng Vì đối với các nạn nhân bị động đất Mẹ không hề có lòng đại từ ái Mẹ góp tiền là gì Mẹ không muốn chị em bạn nói mẹ keo kiệt Nào có vẻ đâu Lòng mẹ nghĩ chi thì ở địa ngục được hiểu thấu ráo trội và có ghi rõ hết Ngục Quang nói mẹ cả đời tạo công đức rất ít Phần nhiều là thiện nhỏ Thiện giả dối Cho nên khó chống đỡ Khó phá tan tội bất hiếu được Mẹ ơi Con phải làm sao cho mẹ giảm tội nhẹ đây Con đi chùa Làm lễ siêu độ cho mẹ nha Con nghe nói Siêu độ thì có thể giúp thân quyến đã tử vong Được lên thiên đường nếu làm lễ siêu độ có thể giúp thân quyến đã chết sinh lên trời thì người ác đâu còn bị trói buộc gì chết rồi thì con cháu có thể xuất tiền ra làm siêu độ cầu họ lên thiên đường là xong thôi nếu như vậy trên trời sẽ có mấy kẻ ác này hay sao con à không có dễ dàng như vậy đâu con cháu vì người quá cố làm lễ siêu độ là thể hiện hiếu tâm mượn sức mạnh của pháp hội siêu độ để làm giảm bớt tội nghiệp cho thân nhân quá cố mà thôi. Con gì mẹ làm siêu độ đương nhiên là việc cực kỳ tốt mẹ không ngăn cản nhưng tốt nhất con phải thường đi chùa lấy danh nghĩa của mẹ mà ấn tống sách thiện kinh quý. Còn nữa con nên phóng sinh cho nhiều như vậy thống khổ của mẹ tại địa ngục sẽ giảm thiểu rất nhiều. Còn nữa. Phán Hoàng nói con cùng Phật giáo có duyên Trải qua những việc trong hôm nay rồi á Từ đây về sau Con nên lui tới chùa thường xuyên Tương lai nếu con tu chí thành Thì bản thân mẹ cũng nhờ vậy mà được giảm khổ Công đức con tu viên mãn Thì mẹ cũng được sáng lây Đến lúc đó mẹ mới thực sự được thăng thiên hưởng phúc Dung à Giờ đã đến lúc đi rồi Tướng quân ngưu mã đang hối thúc mẹ kìa, mẹ phải đi đây. Mẹ ơi, sao con không nhìn thấy các tướng quân ngưu mã? Ôi trời, ngốc ơi, ngàn dặn lần con không nên thấy họ. Vì họ là hung thần ở địa ngục chuyên trừng trị kẻ ác. Những kẻ xấu làm ác rồi chết, thì sẽ có ngài thấy họ ngay. Được rồi, mẹ ơi, con nhất định sẽ làm y theo lời mẹ dặn. Mẹ an tâm mà đi nha Chú nữ sĩ lập tức ghi lại Toàn bộ cuộc nói chuyện của hai mẹ con cô Hy vọng sau đó Sẽ đem chuyện này công bố ra Để cảnh giác Răng nhắc những người con bất hiếu Cô nói với tôi Chồng cô Từ trải qua kinh nghiệm đêm đó rồi Vừa nghe tin cô tính làm lễ cầu siêu Và hành thiện Để hồi hướng phúc cho mẫu thân Thì đã sốt sắng đưa tiền nếu xem đến đây, bạn đọc có được chút tỉnh giác, ít lợi nào, thì xin hồi hướng phước điền này. Mang thai không nên nổi giận. Tại một ngôi chùa ở Tây An, có một phụ nữ khoảng 50 tuổi, đang hướng về Hòa Thượng Diệu Pháp kể lễ những uẩn khúc của bà. Vợ chồng bà sớm đã đi chị, nhưng đứa con gái do bà trăm cây ngàn đắng nuôi dưỡng khôn lớn. Hiện nay, là sinh viên viện nghiên cứu đại học bắc kinh từ sinh ra đến giờ tâm tính hành vi nó rất kỳ khôi luôn thích kình chống mẹ hễ bảo nó đi đông thì nó rảo tay thí như nó ưa ăn cơm rau xào bà liền làm thật ngon cho nó ăn rõ ràng là nó đang thưởng thức say mê vậy mà cứ làm ra bộ chẳng thích leo lẻo nói mình ưa thứ khác và trách mẹ không chiều theo không sao, bà làm đúng thứ nó yêu cầu, thì nó lại nói mình ưa món khác, chẳng phải thứ này. nghe mà phát tức vậy đó. nhưng ở bên ngoài, ai cũng khen nó là một cô gái rất biết điều và năm nào cũng được bầu chọn là học sinh giỏi nhất của trường. mặc dù nhờ ảnh hưởng mẹ, nó cũng tin Phật, nhưng thái độ cư xử vẫn không thay đổi. thấy bà nói niệm Phật tốt thì nó nghiêng qua tham thiền, dù lúc tỉnh tọa thấy rõ ràng nó niệm Phật. Thưa sư phụ, ngài nói xem, có phải là nó nghịch duyên với con hay không? Có phải là nó đến đòi nợ con không? Hòa thượng bảo, Lúc mang thai, cháu được sáu tháng. Bà thường nổi giận, bà đã ghi cãi với chồng mấy lần. Bà nghĩ một lúc, rồi đáp. Ừ, dạ có, con gây với ông xã hai lần. Chồng bà ngày xưa Một bề yêu thương bà, phải không? Ừ, dạ đúng ạ Chồng bà mỗi khi gây Giận lòng rất quán trách bà Vì mỗi lần gây Dù bà biết mình sai Xong vẫn cố cãi bướng Sau đó Bà làm mất đi lòng yêu thương chồng Dành cho bà Cũng khiến ông mất lòng tin về cuộc sống chung Khi chồng bà đề nghị ly hôn Bà tuy trong lòng Rất không muốn nhưng ngoài miệng cứ oan oan nói lời trái ngược còn hùng hổ tuyên bố ly thì ly ông biến đi cho tôi từ hồi ly dị đến giờ bà không tái hôn là bởi vì hối hận và hoài niệm đúng không đột nhiên bà bật khóc tức tưởi nghẹn gào lệ tuôn tràn rụa hòa thượng nói tiếp lúc bà khi cãi với chồng thai nhi trong bụng cũng khởi niệm tức giận bà cơn phẫn nộ của bà cũng làm thương tổn đến gan tạng con bé bà có lỗi nhưng không chịu nhận mình sai dẫn tới vợ chồng phải ly dị khiến cháu bị mất mát tình thương của cha mà nó chủ yếu là vì cha mà đến đầu thai làm con gái hai người nên tận trong sâu thẳm của ý thức nó đã có sẵn niềm oán hận bà thực ra nội tâm bà đã thầm sám hối lỗi xưa với chồng chỉ là không chịu công khai nói ra thôi có một cách giúp bà chuộc lỗi mà không làm ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình hiện tại của ông để ông biết bà đã ăn năn thì hãy dùng tâm sám hối đó đối diện với con gái chính do sai trái của bà khiến đời này có bị mất đi tình phụ tử Khi ở nhà Bà hãy chí thành tụng Lễ ba bộ lương hoàng sáng Dưới sự gia trì của Phật Thái độ con gái đối với bà Sẽ thay đổi Nó sẽ thành Lý do tôi đến với đạo Năm 2004 Tôi 32 tuổi Trước khi tự thuộc truyện bình Dưới tòa mười phương chư Phật Bồ Tát Cùng tất cả chúng sinh Tôi xin thành tâm xám hối. Tôi hiện ngụ tại thành phố Mai Châu, từng cấp sách tại Trung học Liên Hợp. Hồi đó tôi không chăm học, chuyên kết bè lập đảng, đánh lộn đánh lạo, gây rối trong xã hội không ngừng. Thầy giáo và người thân khuyên mấy mà tôi cũng không sửa đổi, cuối cùng phải bỏ học đi làm thuê. Tôi làm đủ công việc trong xã hội, nhưng công tác không đều bữa đực bữa cái, lúc làm lúc nghỉ. Cứ vậy mà sống qua ngày, và không chừa bỏ thối hư tật xấu, vẫn thường cùng với đám bạn bè, tự cho là thân hữu đồng chí, đi trộm gà bắt chó, gây chuyện ôm sòm, tạo ra ảnh hưởng cực xấu. Ngày xưa đối với tiền tài vật chất, tôi tham mê lắm, nên thường dối gian, tạo nghiệp trộm cắp, tính tàn nhẫn ưa giết hại loài vật, thêm nét sân hận, ác khẩu, chửi tục không ngừng. Tôi đã huân tập, toàn thói quen cực xấu. Đã vậy, còn kết bè lập đảng với bọn bất lương, khiến tập khí ác, ngày càng tăng trưởng sâu nặng. Vì vậy mà tôi thường xuyên bị bắt vào đồn công an, các bót đông Tây Nam Bắc, khắp phố Mai Châu, chẳng có chỗ nào mà tôi không ghé vào đó. Vì tôi hay phạm pháp nên thường xuyên bị nhốt vào những chỗ đó Kể đến đây Tôi thầm sám hối với tất cả chúng sinh Từng bị tôi cố ý Hoặc vô tình làm thương hại Nguyện chẳng còn tái phạm lỗi xưa Những nhân xấu ác Chiêu với quả khổ tôi xin dần lấy Nguyện mười phương tam bảo Bồ Tát địa tạng vương Gia trì tất cả được giải thoát Sớm đắc vô thường bồ đề Giờ đây hồi tưởng lại những việc ác tôi đã làm, sau này tạo thành hòa ương, khiến tôi công tác lẫn sức khỏe gì cũng không ổn. Hay gặp rủi ro, tất cả đều là báo ứng. Vì trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu. Tôi tự gây quả khổ, thì bản thân phải gánh lấy không ai chịu thay. Sau đây, xin kể về nhân duyên học Phật của tôi. Mùa thu năm 2000, tôi đã chứng kiến một cảnh tượng kinh hoàng, khiến trọn đời nhớ mãi. Cho dù có trải qua trăm ngàn vạn kiếp cũng khó mà quên. Giờ xin thuật lại, để mọi người cùng cảnh giác. Lúc đó tôi chưa kết hôn. Một đêm nọ đã khuya lắm rồi, tôi vào giường ngủ. Chốc lát đã thiêu thiêu vào mộng. Trong mơ, tôi thấy mình cùng với hai người bạn đi tới một vùng âm u đáng sợ. Bỗng gặp trận đại hồng thủy. Chúng tôi chạy trốn không kịp, nên bị hồng thủy cuốn phăng cả ba dãy dụa trong đó kêu trời gọi đất vang rưng nhưng thấy đều vô dụng giống như bình thường mình xem phim vậy trong chớp mắt mộng đổi sang cảnh khác tôi thấy mình nằm trên cái giường nhỏ hẹp cảm giác cực kỳ khó chịu liền dãy để thoát ra nhưng càng dãy càng cảm thấy đau đớn thống khổ đến nỗi phải kêu rên không ngừng đột nhiên tôi thấy chung quanh bình, rộng không bến bờ, xuất hiện vô số cái giường đơn, có vô số người ở trên giường, kêu rên, dãy chùa thống khổ khó kham, thật đáng sợ. Chớp mắt, lại đổi sang cảnh khác. Tôi và vô số người bị vây trong một cái thành cao không thấy đỉnh, có giám ngục hình dáng to đen như quái vật, canh gác chung quanh thành. Tướng mạo họ rất đáng sợ, tay cầm đủ khí giới, côn, thương, chỉ ba, đang áp giải tra khảo đánh người. Lúc đó, tôi cảm thấy thống khổ đến không muốn sống. Thầm nghĩ, phải mau mau chạy thoát khỏi chốn này. Thế là, tôi dốc toàn lực, trèo lên thành để vượt ngục bôn đào. Cùng lúc ấy, nhiều người bị áp giải hành hình chung quanh cũng đồng vượt ngục giống như tôi. Tình hình khi đó đại loạn, những quái vật kia liền hét to, ra hoai. Chúng đã vung côn chùy chỉ ba rượt theo truy đuổi tôi chạy bán mạng cuối cùng cũng leo lên được trên đỉnh thành nhìn ngoài thành thấy bên dưới là vực sâu hun hút không có đáy chẳng mấy chốc quái vật đã đuổi tới sát bên nhanh nhẹn chợp bắt tôi tôi vội tung mình và nhảy cảm giác như hồn bay phách tán tôi rơi thẳng xuống vực sâu hun hút nọ cuối cùng chân cũng chạm đất tôi lờm cơm ngóc đầu dậy chạy trốn tiếp ở phía sau quái vật vung minh khí lên hét to không kiện thào không, không, không được chảy, không được chạy mà bắt giữ, bắt bắt giữ không kiện thào lại bị chúng truy đuổi quá hăng tôi mệt mỏi kiệt sức tay chân phát rung kinh sợ hoảng loạn cực độ đột nhiên tôi nghe lưng mình nhối đau thống thiết té ra quái vật đã phóng chỉ ba ghim vào lưng tôi còn thét to Bắt nó lại, bắt nó lại, nó lại. Tôi té nhào trên đất, bị quái vật trối gô lại và cấm vào lưng tôi tấm thẻ bài to với hàng chữ Khâu Kiện Hào Thọ Tử. Rồi chúng trối tôi vào cột. Tôi thấy chung quanh mình cũng có một dãy người cùng thọ hình giống vậy. Tiếp đến, một quái vật dơ thùng sắt lên trước mặt tôi, hét to. Khâu Kiện hào. hào Thọ Hình và rồi họ nghiêng thùng, xối vào chân tôi. Ôi chú cho ơi, tôi thấy trong thùng chảy ra chất lỏng gì đó rất lạ. Nó đang sôi lụp bụp, vang thành tiếng, khối trắng bốc cuồn cuộn. Tôi nghe đau đớn khủng khiếp, giống như bị tưới axit hay nước đồng sôi vào người vậy. Lúc đó, đột nhiên, tôi khởi nghĩ. À, ta chẳng thèm để ý tới nữa. Ta sẽ niệm lục tự đại minh chú thế là tôi vội niệm chú không ngừng anh ba ni mất dây hồng 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 thế là câu chú vừa niệm lập tức tôi chẳng còn biết gì đến màn khủng bố trước mặt tôi càng niệm càng danh càng lớn tiếng bởi vì phần thân dưới tôi đã tiêu mất gần đến ngược rồi Lúc này, đột nhiên trước mặt tôi vang lên âm thanh niệm đại binh chú thật to. Tôi quay đầu nhìn lại thì thấy phía dưới có hơn năm đứa bé mặc y phục xinh đẹp, chúng nắm tay nhau đứng thành hàng, thân tỏa hào quang chiếu về phía tôi, cùng đọc lục tự đại minh chú, âm vang trầm hùng, nghe rất hay, rất thích. Amani di hồng, di hồng, di hồng, di hồng, di hồng, di hồng. Phần ngực của tôi không còn nữa, rồi cổ cũng tiêu mất, chỉ còn một khối khí trắng sôi lụp bụp vang thành tiếng. Sắp tiêu đến đầu rồi, tôi liều mạng dốc tận lực niệm chú. Nhưng không còn dòng niệm nữa, mà là tiếng rên. Đột nhiên, một câu án ma đi bác di hồng phi thường hùng hậu vang dội trang nghiêm vọng đến tai tôi trước mặt tôi bỗng hiện ra một luồng hào quang sáng chối có một vị đầu trọc thân mặc y phục trắng hai tay chắp lại đang ở phía trên đỉnh đầu giường của tôi ngày hiện bán thân hơi nghiêng về hướng tôi dáng vẻ cực kỳ trang nghiêm Thành âm hùng hậu vẫn vang to. Lúc đó, tôi cảm giác từ đầu trở xuống, và tôi cảm thấy toàn thân khinh an dễ chịu khôn tả. Một sức sống sung mãn, đầy năng lượng phủ khắp toàn thân tôi. Tôi thức dậy, nhận ra mình đang ngồi trên giường. Liền đưa tay bật đèn. Đèn sáng, lúc này tôi vô cùng chấn động, nhưng không hề có cảm giác sợ hãi khủng hoảng sau cơn ác mộng, mà chỉ có niềm cảm kích, xúc động tri ân vì mình đã được sống lại, hồi sinh từ cõi chết. Tôi xúc động đến toàn thân phát trung, vì bạch y đã biến mất tiêu rồi, hoàn toàn không còn thấy đâu nữa. Nhưng trực giác tôi cảm nhận rất rõ, đó là nhờ vị bạch y đó, người đầu trọc đó, đã cứu tôi. Chính ông ta có sức mạnh quy thần rất nhiều kỳ, đã ban cho tôi sinh mạng mới. Tôi ráng kềm chế bản thân, và lấy lại bình tĩnh. Sau đó, chỉnh trang y phục, hướng về chỗ hòa thượng áo trắng vừa xuất hiện ban đẩy quỳ xuống lễ ba lễ. Kể đến đây, ác sẽ có người hỏi. Vì sao anh biết niệm chú? Anh bình thường có tin Phật không? Chẳng phải anh toàn làm việc xấu không hả? Vì sao anh lại có thể tin Phật Và biết niềm chú ngay trong mộng như vậy Chà Nói đến đây không thể không giải thích Quả tình tôi có nhân duyên cực kỳ sâu Với lục tự đại binh chú Mười năm trước Tôi tình cờ nghe được đĩa nhạc sướng tụng chú này Lập tức Sinh tâm ưa thích cực kỳ Vì vậy Mà suốt bao năm nay Hữu ý vô ý gì cũng niệm Cũng ngâm nga chú này hết Dù tôi hoàn toàn mù trước về Phật Pháp song tôi cảm nhận chú này có hiệu quả rất tốt. Bằng chứng là lúc tôi ra ngoài làm việc, mấy lần bị bệnh nặng cấp tính khó hiểu, chẳng hạn như tim bị đau thắt, như có vô số mũi kim châm vào, hoặc toàn thân co rút, phát rung lập cập. Nhờ nhất tâm điểm chú này mà tôi thoát khỏi cơn đau. Do vậy, mà bình thường bất kể ngày đêm tôi luôn niệm chú này, quanh năm không gián đoạn. Những ai biết đạo, chắc hiểu rõ uy lực thần diệu của chú này hơn tôi. Quay lại chuyện hồi nãy, sau sự việc đó, tôi rất muốn tìm hiểu vì Bạch Y xuất hiện trong mộng hiển linh cứu tôi, đó là Bồ Tát nào. Bồ Tát quan thế âm thì không phải rồi, vì tượng ngài tôi đã từng thấy qua. Nếu là Phật, cũng không giống. Tôi suy nghĩ mãi, mà vẫn không lý giải được, liền hỏi người nhà, nhưng ai cũng chế nhạo, chê cười tôi. Họ nói, do tôi bệnh, nên thấy ác mộng, và không thèm đếm xỉa gì đến đời tôi. Hãy tôi có bàn nhắc gì thêm, thì họ nói tôi bị điên. Lúc đó tôi rất khổ tâm, vì không ai thèm tin mình, đành âm thầm tìm tòi. Tôi nghĩ, Bồ Tát xuất hiện tại hướng Tây, mà phía Tây là hướng Chùa Phật Quang. Đúng lúc đó, ở địa phương kêu gọi giúp đỡ Chùa Phật Quang đang xây dựng, Tôi từng ghé qua chỗ này rồi, nên quyết định đến đó xem. Hy vọng tìm được đáp án. Thế là hôm ấy, tôi cùng với người bạn đi chùa Phật Quang. Gặp lúc các thầy lên điện tụng kinh, tôi nghĩ mình phải lên tụng theo họ. Lúc đó nhằm buổi chiều, các sư dân hương xong thì bắt đầu tụng cuốn kinh rất dày, tên là Địa Tạng Bồ Tát Bổ Nguyện Kinh. Tôi cũng tụng theo. Xưa nay tôi chưa tụng qua kinh này bao giờ Nên đọc rất vất vả khó khăn Nhưng tôi nghĩ mình phải kiên dẫn Miệng tôi khô khóc khó thể tụng Tôi đành nhìn theo kinh tụng thầm Và tôi hết hồn Khi thấy cảnh tượng trong kinh tả giống hệt như cảnh mộng Mà tôi từng thấy qua Trong địa ngục có giường Biến đầy khắp nơi Một người thọ tội tự thấy thân mình nằm chật giường Ngàn vạn người thọ tội cũng thấy thân mình chật cả giường. Trời ơi! Tụng đến đây thì tôi hết sức kích động. Toàn thân phát run không kèm được. Tôi ý thức rằng điều mình khổ công truy tìm sắp có kết quả. Đột nhiên, tôi nhớ lại ngày hôm đó. Khí trời nóng nực cực kỳ. Nhưng toàn thân tôi cứ suốt mồ hôi lạnh. Bởi vì thấy kinh văn miêu tả quá giống với cảnh mộng của mình. Có thể là do quyển kinh quá dày hay còn nguyên nhân nào khác nữa mà tôi không biết. Vì các thầy tụng độc được nửa tiếng thì tuyên bố tạm nghỉ, lòng tôi hoang mang lo sợ, không biết phải làm gì, bèn bỏ ra đứng sớ rớ trước cổng chùa. Thấy gần cổng có một hòa thượng đang trò chuyện với một số hương khách, tôi thu hết can đảm, bước tới liền thưa hỏi. Tôi nói với thầy rằng, trước đây con có mơ thấy một ác mộng, cảnh tượng giống y như trong kinh đã tả về địa ngục vậy. Nhưng mà sau đó có một vị sư xuất hiện đến cứu con. Lúc đó con niệm lục tự Đại Minh Chú, Hòa Thượng ấy cũng niệm chú này. Vậy những chuyện đó có thật không? Vị sư lại nhìn tôi và nói rằng, đây không phải là chuyện giỡn chơi, anh chớ nên nói đùa như thế. Tôi lại vội vàng muốn hỏi thầy rằng, thưa thầy, vị sư cứu con là Bồ Tát nào vậy? Thầy lại trả lời tôi, thời đến thì anh sẽ tự hiểu thôi. Sư chỉ đáp như vậy, lúc này bên trong hồi trống vang lên tôi nghe mọi người nói đến giờ tụng kinh rồi tôi cảm thấy rất bờ bịch nhưng vị sư kia đã bỏ đi vào trong không nghe tôi hỏi gì nữa do nghiệp chướng sâu nặng hôm đó tôi không được đáp án nhiều nhờ tụng kinh địa tạng mà biết cảnh địa ngục trong kinh tả giống y như cảnh mộng của tôi thôi tôi cũng không biết gì về kinh địa tạng cũng chẳng rõ bồ tát địa tạng là ai nhưng tôi đoán, có lẽ là Bồ Tát Địa Tạng cứu tôi. Nhưng rốt ráo, là sao, thì tôi vẫn chưa minh bạch. Được một thời gian, Hồng cư sĩ gọi điện cho tôi nói, Hào nè, tôi có một cuốn kinh Địa Tạng, chú có muốn tới xem không? Tôi vội đến chỗ anh, anh đưa cho tôi một cuốn kinh Địa Tạng, in rất tinh xảo và nói, bên trong có hình Bồ Tát Địa Tạng đẹp lắm. Tôi mở sách ra xem, Ôi thôi, đúng là ông này rồi, đúng là ông này rồi. Ôi cha ơi, hòa thượng tôi mơ thấy tướng mạo giống hệt như thế này nè. Nam mô Địa Tạng Bồ Tát. Tôi cảm động quá, cung kính đệ sách lên đầu và chí thành điểm danh Bồ Tát Địa Tạng. Tôi nói với hồng cư sĩ rằng, cho tôi thỉnh về nhà xem. Hồng cư sĩ ưng thuận. Sau khi cáo từ hồng cư sĩ, về đến nhà tôi mở sách ra bắt chước trong chùa tụng kinh bắt đầu từ đó trở đi tôi và hồng quynh thường cùng nhau đến chùa phật quang thỉnh kinh về xem tại đây tôi được nhiều cư sĩ hướng dẫn chỉ bày thêm dốc sức học tập phật pháp hồng cư sĩ lớn hơn tôi hai tuổi chúng tôi cùng nhận thức sâu xa rằng chỉ có học pháp tu theo phật dạy mới là con đường tốt nhất cho cuộc sống chúng tôi dốc sức tham gia các hoạt động phật sự, xin tụng kinh, phóng sinh, lo bồi dưỡng thiện căn, tiêu trừ nghiệp chướng, chăm chỉ tu hành. Hồng cư sĩ đời trước vốn là trồng thiện căn sâu dày. Mới đầu thì anh nói với tôi muốn học Phật trước tiên phải quy y tam bảo, xây dựng niềm tin căn bản cho tốt. Anh rủ tôi cùng đi quy y, nhưng tôi không chịu, nên anh đi quy y trước dưới sự chỉ đạo của Hồng Quynh, cộng thêm bản thân không gần học tập, niềm tin Phật Pháp tăng mạnh, tôi đã phát tâm quy y. Nhật Nguyệt xoay vần như thoi đưa, thời gian qua mau như tên bắn, kiếp dân sinh ngắn ngủi nhưng nhiều khổ đau, mạng sống vốn vô thường. Đức Phật vĩ đại đã chỉ ra con đường tu hành sáng lạng cho chúng ta. Đây là con đường hạnh phúc, là may mắn cực lớn cho chúng sinh. Chúng ta cần phải trân quý, tinh tấn không lười, phải niệm niệm tu hành để thành tụ trí huệ vô thượng, hầu báo đáp Phật ân. Trước khi dừng bút, tôi xin trích dẫn những lời Phật thuyết dặn dò cứu độ nhân thiên trong kinh Địa Tạng. Này Địa Tạng, Tâm tính của chúng sanh trong cõi diêm phù đề không định, phần đông đều quen theo thối ác, thoảng hoặc có người phát tâm lành, như rồi không bao lâu liền thoái thức, còn như duyên ác lại luôn luôn tăng trưởng. Cũng vì lẽ đó, nên ta phải chia thân này ra trăm nghìn ức để hóa độ, thuận theo căn tánh của chúng nó, hầu làm cho chúng nó được giải thoát. Này địa tạng! Hôm nay, ta ân cần đem chúng trời gửi giao phó cho ông trong đời sau như có hàng trời người cùng thiện nam thiện tử nào trồng chút ít căn lành ở trong phật pháp chừng bằng sợi lông mẩy trần hạt cát giọt nước thời ông nên dùng đạo lực của ông ủng hộ người đó làm cho người đó tu tập lần lần đạo hạnh vô thượng chớ để họ thoái thức lại vậy nữa này địa tạng bồ tát trong đời sau hoặc có trời hay người nào phải theo nghiệp mà thọ báo bị đọa vào chốn ác đạo đến khi bị đọa vào ác đạo vừa bước đến cửa ngục những chúng sanh đó nếu có thể niệm đặng danh hiệu của đức phật hay danh hiệu của một vị bồ tát cùng một câu một kệ kinh điển đại thừa ông nên dùng thần lực của ông tìm phương trước cứu vớt các chúng sanh đó ông nên hiện thân ra trước kẻ đó phá tan địa ngục, làm cho họ được sanh lên cõi trời, hưởng những sự vui, vi diệu, thù thắng. Đọc đoạn văn đầy xong, chúng ta cùng tĩnh tâm suy gẫm, ắt sẽ hiểu vì sao tôi được cứu, và cũng rõ được uy thần thề nguyện Bồ Tát Địa Tạng. Ngài rất từ bi, có đại thần lực, có biện tài bất khả tư nghị, Bồ Tát một bề ở bên chúng ta, hộ niệm ta xưa nay chưa bao giờ quên thệ nguyện của Ngài. Nếu như đời này tôi không thành tâm quy y tam bảo, quy y Bồ Tát Địa Tạng, quyết lòng tu sửa, hành theo đạo vô thượng, thì căn cứ theo ác nghiệp mình gây tạo, sau khi mãn thân người rồi, chắc chắn tôi sẽ đọa địa ngục vô gián, vạn kiếp khó ra. Vì những tội lỗi tôi đã làm, đáng phải chịu báo như thế. Mấy tháng cuối năm nay, tôi vui học đạo cùng đông đảo chúng cư sĩ. Nhờ các pháp lữ dạy khuyên, khi thực hành, cùng tập thể pháp lữ tại nhà, tôi thầm cảm nhận được sức gia trì hộ về của đoàn thể phi thường, mạnh mẽ, và tốt lành. Càng cảm động, và thầm mừng cho phố Mai Châu có được đạo tràng tốt. Dưới sự hướng dẫn thông tuệ của Thầy trụ trì Binh Huệ, Ngài quá độ tứ chúng nỗ lực tinh tấn tu không lười, người khắp nơi đổ về viếng chùa lễ bảo tháp thiên phật trang nghiêm lắng nghe đại sư khai thị tiếp thu chánh pháp tịnh hóa tâm linh tẩy sạch trần cấu hiển lộ bồ đề tôi từ một kẻ hung dữ tục tầng, không biết đạo nhờ phật pháp mà thiện niệm và ác niệm thiện niệm ác niệm đều do tâm sinh vì vạn pháp do tâm tạo. Chúng ta tu hành cần phải kiểm soát. Tu trong từng cử tâm động niệm quản lý tâm mình cho tốt. Nếu giữ được chánh niệm hiện tiền thường xuyên, thì tự nhiên y báo sẽ chuyển theo chánh báo. Số bệnh tức được cải đổi. Nhà Phật thường nói, khởi một niềm thiện, cung điện nơi thiên đường liền thành. Khởi một niềm ác, hình phạt nơi địa ngục chờ sẵn nếu có thể tiến lên triệt ngộ nguồn tâm, trụ nơi vô trụ, xuyên tu lục độ vạn hạnh, ác việc giải thoát thành đạo, đều có thể thực hiện. Người học Phật chúng ta, nếu tu đến thời tiết nhất định, sẽ có mài luyện đủ loại, đủ kiểu hiện đến với bạn. Lúc ấy, cần có tâm bình hòa, nhẫn dục tinh tiến để vượt qua thử thách. Dưới đây là kinh nghiệm từ cuộc sống của tôi. Hy vọng mọi người xem xong được lợi ích. Tiểu Vận là thằng em họ kém tôi 7 tuổi. Tính hết sức ngang ngược, bướng lì. Dì dượng tôi rất cưng chiều nó. Hôm đó tôi tới nhà thăm dì dượng, nhưng họ đi vắng. Chỉ có một mình Tiểu Vận trong nhà. Tôi vừa bước vào, nó đã kéo tôi lên mạng chơi vi tính. Bớt đắc dĩ, tôi phải chơi cùng nó một lúc do tôi ít chơi game nên rất mau thua làm ảnh hưởng xấu đến số điểm khiến em tức giận chạy đến xô tôi té xuống đất và trách sao chị chơi tệ quá vậy nhìn khí thế hung hăng của em tôi lấy giọng chị nghiêm nghị của nó em dám đối với chị dữ dằn như vậy hả bình thường nể gì dưỡng nên chị luôn nhường nhịn hôm nay chị phải dạy dỗ em mới được thế là Tôi túm lấy nó Đánh vào mông nó một trận Tiểu vận bị tôi đánh Khóc ầm lên nào? Vừa khóc vừa chụp đồ đạc Quăng ném lung tung Đồng hồ bàn, ly tách Các món đồ chơi đều bị nó làm vỡ hết Tôi khuyên ngăn vô ích Ngay lúc đó Dì dưỡng tôi về Nhìn thấy bãi chiến trường hỗn độn Dì dưỡng Phật ý Hỏi với giọng đầy trách móc Vậy là sao? Trời vì sao mà đồ đặt tùm lum vậy hả? Chẳng đợi tôi giải thích, tiểu vận vừa khóc vừa gào lên. Là chị ông làm làm hết đó, chị vừa đánh con vừa quăng đồ á, không những làm 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 con bị thương mà còn phá hư hết đồ chơi của con luôn. Ba ơi, mẹ ơi, chị chị thừa lúc hai người đi vắng đã ăn hiếp con như vậy đó. Tôi nghe em nói mà ngỡ ngàng đứng chết chân ngạc nhiên tới há hốc miệng, á khẩu, cũng chẳng biết làm sao để giải thích. Vì dượng tôi quá cưng em họ, nên tin ngay. Họ giận dữ, mắng tôi. Tại sao mà con không có lương tâm, cư xử quá tệ như vậy hả? Con cũng từng ở đây một thời gian, sao lại đối với em ác như vậy? Cái con nhỏ này bụng dạ xấu xa độc ác, mau cút khỏi đây ngay, cút ngay! Tôi muốn giải thích, nhưng dường như chuyện khó thể vãn hồi đành dẫn nhịn nuốt giận quay về. Về ký túc xá, tôi khóc to một trận, thầm nghĩ, vì sao dì Dượng lại đối xử với tôi như thế? Rõ ràng là tiểu vận sai, nhưng họ chẳng cần phân rõ trắng đen cứ mắng tôi xối xả. Tại sao? Tại sao chứ? Bồ Tát Quan Thế Âm Đại Từ Đại Bí ơi, cầu xin Ngài Gia Trì giúp hóa giải mọi hiểu lầm giữa con và họ. Đêm đó tôi không ngủ Một tuần trôi qua Tôi rất muốn đi thăm em họ Và gặp dì Dượng để xin lỗi Vì bình thường Họ đối với tôi rất tốt Thế là tôi mua quà Mang đến nhà họ Vừa bước vào nhà Cảnh tượng trước mắt khiến tôi giật mình ngạc nhiên Dì đang ngồi trên sofa Bưng mặt khóc Còn Dượng ở cạnh bên Thở dài não ruột Dì Dượng ơi có chuyện gì vậy Tiểu dẫn đâu? Dì Dượng chỉ vào phòng ngủ. Tôi bước tới, vừa nhìn thấy em họ thì giật mình thất kinh. Không ngờ, một tiểu vận tuân tú, giờ đã biến thành cái đần độn ngớ ngẩn. Lưỡi em thè ra khỏi miệng, quẹo sang bên phải, nước giải chảy nhỏ giọt giọt. Còn tay và gò má bên phải của em thì không ngừng co giật. Nó bị như vậy đã một tuần rồi. Dượng tôi bước đắc dĩ, kể cho tôi nghe. Con đi rồi, thì qua ngày sau, tiểu dận đột nhiên toàn thân coi giật, đến bệnh viện khám, bác sĩ nói đây là triệu chứng bại não, chỉ có thể điều trị từ từ, không còn cách nào tốt hơn. Phải làm sao bây giờ đây chứ? Chúng ta chỉ có một mình nó thôi mà. <laughs> Dì tôi ngồi bên nghẹn ngào chen vào nói, hai mắt đỏ chạnh, chứng tỏ dì đã khóc rất nhiều. Đừng lo, rồi sẽ có cách mà. Quay về ký túc xá, tôi cảm thấy việc này có liên quan đến tôi. Mặc dù tiểu vận, dì dưỡng đối với tôi một bề ghét bỏ, dùng toàn lời ác dành cho. Nhưng tôi là người học Phật, cần phải dùng thiện niệm và tâm từ bi mà đối với họ nếu như tôi thành tâm tụng kinh hồi hướng cho tiểu vận có thể em sẽ dần hồi phục gia đình sẽ bình an hài hòa thế là tôi bắt đầu tụng kinh kim cang hồi hướng công đức cho tiểu vận kỳ tích xảy ra ba ngày sau vì tôi mừng rỡ gọi điện khoe alo con hả từ lúc con đến thăm thì trưa hôm sau bệnh của tiểu vận chuyển tốt lên rồi Miệng và mặt nó hết bị co giật Có thể ăn cơm bình thường rồi đó con Tiểu giận đã kể hết sự thật cho dì nghe rồi Nó đã làm sai Và phải nhận lỗi trước con phải không Thật sự xin lỗi con nha Hôm ấy dì đã mắng quan con Con hãy tha lỗi cho dì nghe Tối nay con có rảnh không Mời con đến ăn cơm với dì nha con Thế là mọi việc tốt đẹp An ổn hài hòa Điều này làm tôi xúc động sâu sắc Nếu như mỗi người học Phật Đều có đủ trái tim từ bi cho dù bị người khác khởi ác niệm với mình, bản thân cũng không nên nổi sân, mà phải nhờ vào sức mạnh của Phật pháp sám hối, hồi hướng. Nếu biết dùng thiền niệm đối đãi với mọi sự, mọi việc thì nhất định sẽ có hảo báo, thu được kết quả tốt đẹp không ngờ." Kinh Hoa Nghiêm nói: "Nếu người muốn biết ba đời tất cả Phật nên quán tính pháp giới, tất cả do tâm tạo. Người học Phật trong lúc gặp nghịch cảnh, nghịch duyên, cần giữ chánh niệm, nên dùng tâm dẫn nhục, như như bất động đối với mọi hoàn cảnh, làm được vậy mới có cơ hội giải thoát. Kinh Kim Cang nói, tất cả pháp vô ngã thành tù nơi dẫn. Dần đây, xin khuyến thế nhân, cẩn thận khi nói đăng hành động, phải dình tâm giữ biện, chớ nói lời vu khống người, vì thiện ác nằm trong một niệm. Phúc họa như bóng theo hình, nhân quả báo ứng luôn có thật. Lời người dịch đọc đến đây, bạn có thắc mắc không? Tại sao có nhiều người ác khẩu vu khống, tạo lỗi tương tự hoặc hơn cả tiểu vận mà họ đâu có bị gì? Phải giải thích đó là tùy thuộc nhân quả, tùy những uẩn khúc trong cuộc sống mọi người. Tôi xin tạm giải thích như thế này: nếu xúc phạm kẻ ác hoặc thường dân, không bị báo nặng bằng xúc phạm hiền dân, thánh dân. Hồi mới về xong chuyện này, tôi không tin, cho rằng có vẻ như người kể đang tự khoe khoang. Nhưng sau đó tôi nghĩ lại, quả hồng là Phật tử, không nói dối, và tu rất miên mật, giữ giới chu đáo. Do vậy, mà lời cầu nguyện cô dễ đạt, và bản thân không vững nhận được lực gia trì của thần hồ giới, mà cả đến chư Phật, nên mới chiêu cảm kết quả như trên đọc trong kinh sử ta thấy ghi chuyện một vị sư già thời phật đã từng chứng thánh nhưng miệng cứ nhai đi nhai lại rất khó coi nguyên nhân bắt nguồn từ khiếp xa xưa thuở đó ông là một chú tiểu tình cơ thấy một vị sư già tụng kinh ông đã cười nhạo chê rằng sư tụng giống hệt trong nhai cỏ không ngờ vị sư này đã chứng a la hán do lỗi xúc phạm thánh dân mà sa di đó năm trăm đời miệng thường nhót nhép giống trâu nhai cỏ cho đến kiếp cuối cùng này dù đã chứng a la hán rồi vẫn còn phải tiếp tục trả báo xưa ngoài tác động luật nhân quả mắng người thì bị người mắng hại người bị hại lại thì việc vô cớ vu oan đổ lỗi cho hiền dân hay một người chỉ giữ ngủ giới nghiêm ngặt thôi thì cũng khiến cho đương sự có thể chiêu vời báo ứng xấu cho mình giống như câu chuyện quả hồng vừa kể là một chứng minh. Vì vậy, Phật thường khuyên ta cẩn giấc mộng của tôi. Phật môn có câu thiện có thiện báo, ác có ác báo, nhân quả không sai mảy may. Hôm nay tôi kể chuyện mình gặp ác báo để cảnh tỉnh thế nhân, trở nên sát sinh tạo ác. Tôi là người tính Cát Lâm, thuộc phố Thông Hóa, hiện là cán bộ trợ lý công ty Thông Cương, có thể nói tôi là người ương ngạnh, cứng đầu, đối với động vật không có lòng lân mẫn xót thương. Vì tôi luôn cho rằng vật dưỡng nhân, vật sinh ra là để cho người ăn. Tôi còn cho đó là khẩu phúc, phúc hưởng thụ của cái miệng, là lộc ăn trời cho mình hưởng. Vì vậy mà tôi thẳng tay sát sinh, tỉnh bơ khai đau đại sát, mổ giết vật. Tôi thường cùng bạn đồng nghiệp tụ tập nhậu nhẹt, ra vào nơi tử quán, nhà hàng, thưởng thức thịt cá và đủ món hải sản sau khi ăn uống xong, Con rủ nhau đi tới làng nướng, ăn thêm các món khoái khẩu. Mùa thu năm 2000, đám bạn gọi điện kể đang họp mặt và rủ tôi tới ăn thịt dê. Tôi vừa nghe dậy thì cấp tốc lái xe qua đó liền. Té ra tụi nó để sẵn con dê mẹ, chờ tôi đến giết. Tôi chẳng nói chi, cầm ngay con dao sáng loáng tàn nhẫn lụi vào con dê, chẳng hề nghĩ nó bị đau đớn thống khổ, sau đó thì hứng máu lột da. Trước đó, tôi đã từng giết gà mổ dịch, sát hại hơn mười mấy con chó và một con mèo. Khi đó tôi chẳng biết gì về Phật Pháp, không hiểu sát sinh là tội nặng, nhưng chẳng thể gì không hiểu biết mà không bị quả báo. Giết dê xong thì bao tử tôi bắt đầu đau dữ dội, đau tới chẳng thể ăn được miếng thịt dê nào. Ngày 31 tháng 10 năm 2001, công ty tôi có chiến dịch tổng vệ sinh. Tôi còn nhớ hôm đó khoảng 13 giờ 10 phút, Tôi trèo lên thang cao làm việc Vô ý xảy chân té xuống đất Nghe đau đớn tối tăm mặt mày Rồi không hay biết gì nữa Lúc tỉnh lại Tôi thấy mình nằm ở khoa chấn thương chỉnh hình Nơi y diện thông cương Trong lúc hôn mê Tôi thấy một vị thiên thần Chẳng biết tên là gì Chỉ nghe ông nói mi là kẻ không có chút lòng tự bi Do sát sinh nên gặp phải quả báo này Nói xong ông biến mất Khi thuốc mê tan rồi tôi mới biết do mình té từ trên cao xuống nên tay và chân trái bị gãy làm ba phải nẹp trụ thép nằm bệnh viện hơn 3 tháng thì tôi chống nàng xuất viện nhưng chưa được bao lâu thì ruột xảy ra vấn đề ăn gì cũng ói ra đến y viện chẩn khám mới biết ruột bị nghẽn đành phải phẫu thuật trong lúc hôn mê tôi lại thấy vị thiên thần nọ ông nói ác nghiệp của mi quá sâu cần phải đền trả kết quả là phải bị mổ xẻ hôm sau xuất viện rồi gặp mấy người bạn cho tôi xem một số tạp chí, sách báo Phật giáo. Ngay đây, tôi xin giải thích rõ là tôi cũng từng quy y tam bảo, cũng có ăn chay hai tháng, nhưng tôi nhịn không nổi cơn thèm nên bắt đầu ăn mặn lại. Hơn nữa tôi còn hoài nghi thuyết nhân quả luân hồi, cho là không hề có thật. Tôi cũng dèm chê nhạo bán những người học Phật. Bây giờ nhớ lại các khổ báo phải thọ này, đúng là mình làm mình chịu, còn có thể trách ai? tôi đọc xong mới sách Phật giáo rồi mới hiểu rõ nhân quả là chân lý không thể đả phá cho dù trải qua trăm ngàn kiếp nghiệp tạo chẳng mất nhân duyên hội đủ quả báo đến là thọ lúc viết bài kể lại kinh nghiệm mình đích thân trải qua này tôi quả có do dự vì tôi chưa từng kể qua với ai cũng chưa hề cho ai biết sự hung tàn của mình do ác nghiệp mà tôi tự chiêu quả nhưng giờ đây sau khi hiểu minh bạch rồi tôi quyết định là phải viết kể ra hết hy vọng cảnh tỉnh những người giống tôi dừng tay không sát sinh tạo tội nữa đồng thời cũng cảm tạ phật pháp đã giúp cảnh sát và phú ông tiết thành và sử đình là một đôi vợ chồng thương nhau thắm thiết anh thì tuấn tú khôi ngô sự nghiệp thành đạt chị thì xinh đẹp quý phái tao giả trong mắt mọi người họ được ví như đôi kim đồng ngọc nữ thế nhưng đôi vợ chồng được thiên hạ ngưỡng mộ trầm trồ này thường thở vắng than dài sầu muộn ủ rũ số là họ có hai đứa con gái bé út tên là bảo châu do cầu tự mà có được nên cả nhà rất cương yêu chiều chuộng bảo châu rất thanh tú khả ái đối với người ngoài bé rất ngoan nhưng khi chỉ có một mình với gia đình thì bé luôn tỏ ra nóng nảy, giận dữ. Thường hét gây. thấy gặp người thân là đánh. Tiết thành vì con gái mà phải bước vào con đường học Phật. Anh thường tùng kinh, phóng sinh. Nhưng Bảo Châu không chút chuyện tốt, lại còn hay đau ốm, cảm sốt. Nhưng kỳ quái là những khi Tiết Thành vắng nhà thì các trạng thái bất thường này đều biến mất hoặc chuyển sang tốt lành. Tiết Thành vì con gái cưng mà rầu lo héo ruột gan. Anh đã tốn tiền cho Bảo Châu nhiều vô số. Khoản chi ra kết xù, cộng thêm tâm thái muộn phiền đã khiến cho người đàn ông có sự nghiệp thành đạt này cảm thấy cuộc đời sao mà thống khổ quá. Chiều hết thấu, Tiết Thành bèn đến gặp tôi cầu giúp đỡ và than. Tôi hết trụ dẫn nữa rồi. Bảo Châu khiến tôi lao tâm khổ trí, mệt mỏi đến cùng cực. Phải chăng đời trước tôi thiếu nợ nó Nếu thật tôi nợ nó Thì phải trả thế nào đây Nghe anh rầu rĩ kể lễ Tôi bảo Con cái đầu thai Là do ác duyên Hoặc thiện duyên mà tìm tới Bảo Châu hành hạ cha mẹ thống khổ bội phần như vậy Đối với các vị Đúng là không phải thiện duyên Thật ra ác duyên này đã kết tụ Vào năm 1930 Tại bến Thượng Hải Đầu đuôi như sao tại sở cảnh sát thuộc bến thượng hải cũ có hồ cục trưởng và thuộc hạ tiểu quách hai người chơi thân thắm thiết hết bực tin nhau lúc đó tại địa phương này đã xảy ra một vụ án bắt cóc gây chấn động một thời do gã x là trùm giang hồ khét tiếng vì ân oán cá nhân mà ra tay bắt trói một phú ông vùng đó người nhà phú ông lo lắng vạn phần bèn tìm đến hồ cục trưởng báo án xin ông giải cứu cho nhưng hồ cục trưởng tính vốn tham lam đã thừa dịp này buộc gia đình phú ông phải nộp một khoản tiền kết sù rồi mới chịu ra tay cứu giúp sau đó ông sai tiểu quách đi điều tra sự việc dù tiểu quách đã tìm ra kẻ chủ mưu vụ án nhưng do tên trùm Ít lót tiền hối lộ cho lão hồ và tiểu quách nhiều hơn phú ông nên hai vị cảnh sát liền thông đồng cùng bao che phóng thích tội phạm chỉ xoa dịu thân nhân người bị hại chút ít cuối cùng dẫn đến kết cuộc bi thảm là phú ông lìa đời trong tức tưởi bị hà hiếp bức tử ông hồ cục trưởng kiếp xưa đời nay chính là tiết thành còn thuộc hạ thương tín tiểu quách giờ là người vợ sử đình do phú ông trong quá khứ phúc lâm chung lòng đầy oán hận đã thề sẽ báo thù hiện giờ đã đầu thai vào làm đứa con cưng bảo châu còn tên trùm Ít do tạo tội ác ngập tràn đến nay vẫn còn thò khổ hình nơi địa ngục tôi bảo tiết thành mặc dù hiện tại các vị đã bắt đầu học phật tu tập nhưng lực sám hối vẫn chưa đủ Phú ông kia vô cớ bị hại Đâu có dễ dàng buông tha cho Vì vậy Hai người nhất định phải nghiêm trì giới luật Phải ăn chay Và giữ gìn ngũ giới Không sát sanh Không trộm cắp Không tà dâm Không vọng ngữ Không uống rượu Thường hành thập thiện Và phải tụng kinh địa tạng Hồi hướng cho con gái Hai vị phải trì trí bền tâm chuộc tội tinh tấn tu không biến đời dấu gặp đại khổ nạn chi cũng phải hiểu đó là thử thách phải nghĩ là mình đang trả nợ cho tiêu nghiệp nếu hai vị nỗ lực cố gắng hành trì được như thế chừng khoảng năm sáu năm nhất định sẽ thu được kết quả tốt nửa năm sau tiết thành gọi điện tới âm thanh chứa đầy xúc động mừng vui anh báo tin con gái mình đã thực sự chuyển tốt còn người vợ Sử Đình hồi xưa Sức khỏe rất yếu Nay đã dần dần hồi phục mạnh khỏe Qua việc này Tiết Thành phát nguyện Sẽ tu học thật tốt Để thành một gia đình Phật hóa Hai cầu quý tử Chúng ta trong vô lượng kiếp Đều vì phiền não tham sân si Mà kết oán với biết bao chúng sinh Nếu ngay đây chẳng sớm buông phiền buồn tu theo Phật pháp xuất ly lục đạo thì cứ ở trong sinh tử thanh Trừng đòi nợ nhau mãi cảnh hoang hoang tương báo này biết bao giờ mới dứt. thân khoa trường là một cán bộ lão thành trong ngành công an ông hành sự rất nghiêm cẩn không mảy may cậu thả sơ sót mấy lần phá trọng án đều lập công lớn nhưng sự nghiệp thành đạt lẫy lừng này cũng chẳng đem lại niềm vui cho ông bởi vì phiền muộn trong gia đình cao ngút dãy đầy không ngừng hành hạ ông ông thân có hai đứa con trai đứa đầu không uống rượu thì thôi mà hãy uống vào là đánh người quậy ầm náo trong nhà đến gà chó cũng chẳng yên còn cậu út thì luôn vội tiền cha mẹ lắm lúc xin đến một hai vạn số tiền này cậu đều đổ hết vào cá độ mà hãy đánh bạc thua thì lại về nhà xin tiền cha mẹ tiếp nỗi khổ này khiến hai ông bà ngày nào cũng rửa mặt bằng nước mắt ông thân trong lòng khổ hết chỗ nói sống không bằng chết để nội tâm được an ủi bọn họ đã nhận nuôi một đứa con gái hy vọng về già có được chút ấm lòng Hai vợ chồng nghĩ mãi vẫn không hiểu Vì sao họ sinh toàn con đại bất hiếu Cứ luôn gây khổ cho cha mẹ như thế Ngồi đối diện với hai vợ chồng già Nhìn họ nước mắt đầm đìa Tôi thấm thía Báo ứng thiện ác Quả thực như bóng theo hình Chính nhân hạt giống oan nghiệt Trong quá khứ họ đã treo Giờ đây đang đơm hoa kết trái Đem đến thống khổ khôn tả vào thời cổ đại xa xưa có một người nghèo rớt mồng tươi, bơ vơ không chỗ nương bị bệnh nằm ven đường trên rỉ không ai giúp đỡ xem như chỉ có nước chờ chết bỗng có một người phụ nữ đi ngang qua thấy cảnh người nghèo này liền khởi tâm xót thương bèn cho mượn phân nửa gia sản là tiền dành dụm của mình người nghèo này sau khi vay được tiền cảm động quá cỡ liền thề rằng sau này khi được giàu có, nhất định sẽ hoàn trả hậu hĩnh cho ân dân và tần sức báo đáp ơn cứu bạn. Người nghèo nọ nhờ có tiền này làm vốn mưu sinh, y đã cưới được vợ sinh con, dần dần khá giả sung túc, nhưng lại quên luôn nữ ân dân kia. Còn nữ ân dân đó, do xuất tiền giúp cho gã nghèo, sau khi về nhà, bị gia đình trách móc hoài ghi đủ điều khiến cuộc sống của cô trở nên buồn rầu thống khổ nữ ân nhân đó đời nay chính là cậu công tử út con gái nghèo sau khi được giàu có rồi một ngày nọ hắn cùng vợ ra ngoài mua đồ vừa đi đến bờ sông thì thấy một ông già đang trợt chân té xuống nước hai vợ chồng này chẳng những không thèm cứu còn nướng trơ mắt ngó mặc cho lão già chết chìm sau đó còn chiếm đoạt hành lý của lão đem về làm của riêng lão già chết chìm thuở xưa nay là con trai trưởng của họ hai vợ chồng gã nghèo khổ thời ấy đời này chính là hai vợ chồng họ thân vì quá khứ đã vay nợ đoạt của nên đời này họ phải đền gấp bụi hai cậu con chính là quan gia tới đòi nợ kể xong tôi lại cảnh báo nếu như hai ông bà không sám hối tu hành làm nhiều đại công đức thì tương lai sẽ bị hai đứa con trai hành cho đến chết lão thân sau khi biết được nguyên nhân thì kinh hoàng vạn phần liền phát nguyện sẽ siêng năng sám hối bước vào con đường tu hành theo phật pháp hy vọng vật lực gia trì giúp ông giải hết oan trái để họ có thể sống an trong tuổi già chúng ta đã hiểu rõ nhân quả thì không nên hành động cẩu thả phải luôn cảnh tỉnh bình giờ giờ khắc khắc sống thuần khiết trong sạch không tổ kiến và nhà ở có hai vợ chồng dắt hai đứa con trai khoảng mười mấy tuổi đến xin gặp hòa thượng diệu pháp để thỉnh giáo bọn họ ba năm trước từ đài loan ra nước ngoài định cư trước tiên họ tạm thuê một phòng để trú ngụ và dự tính là sau này sẽ chọn mua một biệt thự thích hợp để ở nhưng việc mua nhà khó thành là do cả nhà bốn người ý kiến luôn bất đồng. Hễ chồng ưa thì vợ không chịu, hoặc ngược lại. Hay con thích thì cha mẹ không đồng ý. Chẳng dễ gì gặp ngôi nhà cả bốn người đều hài lòng, mà tới khi cả gia đình đồng ý, thì cắt cớ là chủ nhà lại không muốn bán. Cứ thế, diễn tiếng này kéo dài ngót ba năm, cho đến nay họ vẫn chưa tìm mua được một ngôi nhà nào thích hợp. Điều này khiến cho họ suy nghĩ mãi mà không hiểu tại sao. Do hai vợ chồng rất kính tin Phật, họ đâm ra hoài nghi, nghĩ là chắc phúc báo bản thân mình không đủ, cho nên nhân dịp nghỉ phép, họ mới sang Đại Lục, lên ngũ Đại Sơn bái Phật, thỉnh cầu hòa thượng diệu Pháp, giải nghi cho họ. Nghe họ kể lễ, sư phụ mỉm cười, dịu dàng, hỏi hai đứa con trai hai con tính tinh nghịch, có ưa chọc phá tổ kiến không vậy? Nghe sư phụ hỏi, cả nhà bốn người không hẹn mà đều bật cười. Người mẹ nói: <cười> <cười> Dạ, hai cháu hồi nhỏ rất ưa phá tổ kiến, nói là muốn nghiên cứu cấu tạo tổ kiến, còn khen trong tổ thiết kế rất là hay, có cung điện cho kiến chúa có danh trại quay nghiêm cho kiến thợ, còn có rất nhiều thực phẩm kho lẫm. Dạ, hai cháu nghiên cứu chơi nghịch say mê đến quên cả ăn uống. Sư phụ nói, Hai cháu này ưa chọc phá tổ kiến, hủy đi bao ngôi nhà lũ kiến, thiên gian dạng khổ, tạo dựng nên. Còn phá hoại, làm tiêu tan số thực phẩm suốt bao năm dài lũ kiến đi khắp nơi tha về tích trữ. Việc làm của hai cháu đã khiến chúng mất chỗ an thân, an nghỉ. Vì lý do đó mà ngày nay các con ở đâu cũng không yên, tìm nhà không ra. Đây chỉ mới là sơ báo. Nếu các con chẳng biết sám hối sửa lỗi, thì trong tương lai, dù bản thân có được nhà ở, nhà chúng con sẽ rơi vào trường hợp nhà bị quỷ hoại bất ngờ. Cho dù các con giàu sang đến mấy, tương lai cũng khó thoát khỏi cảnh có lúc phải chật vật tìm kiếm món ăn quay sang hai người lớn hòa thường quở còn hai con nữa thân làm cha mẹ đã quy y cửa phật nhiều năm vì sao có thể đứng yên nhìn mặt tình con mình làm việc tổn đức như thế mà không ngăn cấm khuyên dạy chúng nuôi mà không dạy là lỗi của cha mẹ các con phải biết nhân quả báo ứng như bóng theo hình. Nếu các con sớm sám hối, tạo phúc, siêng năng tụng kinh, hồi hướng công đức cho hàng ngàn, hàng vạn con kiến đã bị các con làm tổn hại thân mạng lẫn tài sản, thì có lẽ sẽ thay đổi được tai nạn trong dị lai. Hiểu rõ chưa? Hai vợ chồng được hòa thượng khai thị xong, xúc động, ăn năn sám hối thưa. Sư phụ, đệ tử đã biết lỗi. Mặc dù quy y nhiều năm, cứ tưởng là chúng con biết ăn chay niệm Phật, như vậy là đủ rồi. Không ngờ, chuyện lại nghiêm trọng đến như vậy. Sau khi chúng con về, cả nhà sẽ sám hối trước Phật và tụng kinh địa tạng. Chú Đại Bi hồi hướng công đức đến cho lũ kiến. Như vậy có được không thầy? Lệnh thay, lệnh thay. Được rồi, các con lúc nào cũng phải ghi nhớ kỹ tất cả chúng sinh đều có khả năng thành phật cho nên không được xem thường loài vật không được tùy tiện làm hại chúng sinh